Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua một ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đến chiều hôm nay thì cháu Lực cũng đã lấy được vật liệu lên trên nhà của ba ông cháu rồi cô bác. Ở đây thì cháu Lực cũng đã nói rồi, chỉ là tập kết ở điểm trường này thôi. Xong thì đến ngày mai thì cháu Lực cùng em Sử sẽ vận chuyển vào sau cô bác này. Đây, hôm nay chỉ có lấy sắt với lại lấy xi với lại lấy gạch thôi cô bác. Còn về bóc xi thì chắc là một tí nữa cháu Lực sẽ thuê thêm người về để cùng bóc cô bác, thuê thêm ba người ra. Được chưa anh? Anh ơi, để anh ơi, để đấy bóc sắt ra trước kìa anh. Để đấy bóc sắt ra trước kìa. Đúng không? Vâng. Ơ đấy, thanh niên nào bóc nhỉ? Ba trước kìa. Ca Vân. Ca. Ra đi. Sắt này để đâu mà. Sắt đây qua bên kia đâu mà. Hả? Sắt này để cạnh đấy, đứng nơi xuống đây chứ. Bóc cái này trước nhỉ? Vâng, bây giờ bóc cái này trước. Chờ lên lấy chi đi ra nó luôn. Đây, vừa rồi thì vừa thuê thêm mấy thanh niên để cùng nhau bóc cô bác. Bây giờ thì cũng đã tối rồi. Hôm nay anh từ bên kia ra là mấy giờ anh? Anh từ bên kia ra là mấy giờ? 2 giờ chiều à? 12 giờ trưa. 12 giờ trưa đến thời điểm hiện tại là gần 6 giờ rồi cô bác, thì mới lên đến đây. Lối sắt ra trước chưa anh à? Đấy này được. Đây, để thế này được rồi. Đây. Sát này quăng bên này trước đi anh nhỉ? Lật ra quăng bên kia luôn. Nào, đi lâu cẩn thận nhá. Quăng bên kia chưa? Sưới hồi à? Thả đưa nhá, bộ 1, 2, 3 bộ. Thôi. Tổng tất cả đủ chưa anh? 20 cây cái này. Ok anh.
À, cứ để tạt ra bên này đã, do một tí mình bỏ bỏ xi đã. Cái này á? Bê từng mấy cây thôi. Ý ao pí một phát được gì thôi. Chứ à, 20 pí là không được đâu. 20 pí là nặng lắm. Nắm vào một phát á? Ờ. Ôi. Không rồi. Ôi. Sát nó không có mắt rồi nhá. Cẩn thận nhá, sát đây. Nguy hiểm lắm đấy. Nào xứ ra đây đi. Hộ thanh niên này đi. Rồi à? Bục luôn đấy, anh bục không? Rơi xuống là bục luôn đấy. Đó. Rồi. Ôi. Rồi, sửa ra đầu bên kia kéo xuống nhá. Thì nó văng vào người đấy. Lên cổ đấy. Kéo chạy bên kia. Sử hộ kia kéo đi. Kéo. Ô, hỏng cái điện hậu anh rồi. Hỏng cái điện hậu anh rồi. Đây nữa. Đây à, sát đây à. Ôi giời. Ê, ca, chân. Ôi, cái bao nhỏ bao gì đấy? À, đinh à? Ủa mày, tụi đinh là tí phải cầm về hết rồi. Đánh bốc đi. Anh lùi em kia tí chứ. Lùi kia. Ôi, cái này cong hết rồi anh. Đâu? Ờ, đã xi đây luôn này. Anh ơi, ra bên kia một tí, lùi lùi một tí. Mình có chỗ đứng. Không chỗ đứng đâu. Anh tiến một tí đây. Anh này được chứ nhờ? Hay là bốc rẻ trên này đi nhở? Xong lấy xe máy đi, xe máy ở dưới kia thôi. Mai còn chở gạch với lại thêm đá. Đá thả thôi. Mở cái này đi. À không mở được à? Hay. Mở cái này ra đi. Không mở được à? Co thế này sao mà? Được. Thế mở đi anh. Cẩn thận nha, hóa tệ mọi người đấy. Đỡ nha. Đấy, anh làm đỡ xuống. Thả từ từ nha, tí sức sơn đấy. Rồi đấy. Ôi, nhỏ thế nhỉ. Tiến lên một tí nhỉ. 80 bao mà. 80 bao, 4 tấn rồi. Sư ơi. Lên trên thả xuống đi. Lên trên thả xuống một tí. Đi rồi. Bây giờ trèo lên kia.
rồi thì bây giờ cũng gần tối rồi các bác. Cho thuê mấy thanh niên này để phụ xử, xong mà phụ cho lực cùng bóc luôn. Có khi là tối nay thì mấy anh em sẽ phải làm cái lán để ở đây rồi các bác này. Vừa rồi thì cháu lực cũng đã mua lên thêm một chút bạt nữa để tối nay phủ vào xi để cho nó không bị ướt đấy cô bác. Cũng sợ là nó mưa ấy, nhưng mà theo cháu lực nghĩ là cái thời tiết này thì chắc là không mưa được đâu cô bác. Nhưng mà kiểu nó vẫn có xương để động lại ấy. Xi này thì hiện tại là cháu lực sẽ lấy như này trước cô bác. Xi thì bây giờ cháu lực sẽ lấy 4 tấn trước, thì dùng hết cái chỗ này rồi thì cháu lực sẽ tiếp tục là lấy sau cô bác. Còn là sắt thì như này thì sẽ cũng sẽ là đủ rồi cô bác. Cái sắt thì cháu lực là cho các anh thợ là tính cho cháu lực lấy đủ luôn cô bác ạ. Ở đây thì vật liệu như này thì đi từ rất là xa để trở về đấy cô bác. Em bảo không đi được đâu, cứ không nghe. Thế còn gạch thì chắc là một tí lấy đổ xuống rồi các bác ạ, thì không phải lấy bóc nữa. Tại vì gạch này là người ta cuộn lại thành thành khối một rồi các bác ạ, thành cục một cùng một rồi. Anh gặp bóc xi này thì phải nói là rất là bụi rồi các bác này. Trước kia thì Sử cũng có đi đi xuống xá để làm thuê bóc xi cô bác. Có được với bạn chỉnh cái hình lên thì cũng rất là nhiều cô bác anh chị cũng có nhìn thấy cảnh mà em ấy Sử đi bóc xi này. Có vẻ như là thùng mấy bao đây anh? Có vẻ thùng mấy bao đây anh? Có vẻ thùng một chút đấy anh nhở? Anh! Hả? Có vẻ thùng một chút đấy nhở? Xi măng thì nó lấy cái móc sắt móc thì nó cả thùng đâu nó. Thùng này thì thùng mới là thùng chứ. Thùng này trừ hao một tí chứ? Tí cân nặng. Trừ hao lên một tí. Cũng vừa mới bóc xong. Đấy, bây giờ gạch thì lấy đổ xuống đây cô bác này. Đi ra đi tí gạch đè chúng là hòa đấy nhá. Mấy cái sắt này thì cứ để hết lên trên này đi. Cái sắt đấy thì tí mang xe máy để chở về đi Sứ ơi. Sắt đấy thì tí mang xe máy để chở đi. Nó ít đấy. Ở kia có hai cái túi đinh nhá Sứ ơi, đi nhặt về đấy. Trong ngoài đóng cắt kìa. Ồ nãy anh Tiến ném xuống nó bị cong rồi, cong sắt rồi. Nó bị cong sắt rồi. Yeah.
À, thanh niên ơi, nhấc thanh niên này, nhấc cái sắt này ra để đằng sau xi lên đi. Để sau xi đi. Để sau xi nhá, xong một tí nữa. Nếu mà nhấc không được hết thì nhấc một nửa trước. Nhấc cái nhỏ trước. Ôi. Anh sao ạ? Bỏ đằng sau kia nhá. Đấy, bỏ đằng sau tí mình dùng bạt phủ thì nó mới vào được. Đấy, bỏ hết vào đấy. Xong là cái này nữa. Thế nó mới thấy trộm như anh. Đếm nào. 1, 2 2, 3 2 Lấy một nửa một thôi. Nào từ từ nha, từ từ đợi anh nhé. Từ từ đây anh nhá. Này thay nó tốt luôn đây. Rồi đủ không? Xi thì đủ 83 đúng không? Từ đội kia vào đã. Ôi lấy từng cái một thôi. Ờ thì bây giờ cái này vòng vào cái kia để đấy vòng vào đi. Rồi hãy vào đi. Ui ôi hãy thả xuống bây giờ ấy. Được rồi. À, bây giờ hai anh em mình đếm nhá. 80 bao xi nhá. Sắt thì anh đếm đủ hết rồi. Mới cuộc đấy là 1.000 đấy. Đổ đâu anh em? Đổ ở đây thôi anh, đằng sau rồi này. Mai lấy đi hết mà. Mai chở đi hết mà. Mọi vật liệu cho Lực lấy vào thì cho Lực đều đếm rất là kỹ cô bác. Đấy, bây giờ thì trước mắt thì cho Lực cứ lấy như thế này đã. Rồi thì đến lúc mà làm thiếu đến đâu thì cho Lực lại tiếp tục lấy thêm cô bác. Còn sắt thì chắc là không có thiếu nữa rồi cô bác ạ. Anh vào vòng đi ra đi anh ơi. Vòng đi ra đi. Đổ đồ đây này. Rồi anh ơi. Đấy còn gạch thì lấy đổ như này cô bác thì nó sẽ bị một hai viên nó sẽ bị vỡ thì nó sẽ không có đáng kể là bao nhiêu đâu cô bác. Nhưng mà bây giờ bóc từng cái viên gạch này xuống thì nó rất là lâu cô bác ạ. Hay hầu như là gạch này thì ai cũng đều lấy đổ hết cả cô bác. Thì cháu được cũng theo học theo người ta thì cháu được xé đổ cô bác. À, cũng không vỡ mấy đâu mà. Đâu nhỉ? Máy thanh niên cái đâu nhỉ? Nhấc
ba bao xi để lên trên đi. Anh về luôn à? Anh về luôn à? Anh về luôn à? Ở đây làm gì thế? Cùng em ở đây trông vật liệu đi. Cùng em ở đây trông vật liệu. Cùng em ở đây trông vật liệu đi. Tìm dép hả anh? Thiếu hai thanh sắt anh ạ. Thiếu sắt là lắm nào anh? Thiếu hai cây, em đếm không ấy? Thiếu thôi. Thiếu chuyến sau nhá. Hay vừa rồi thì cháu Lực chỉ có trêu anh chở vật liệu, trêu một tí thôi, mọi cái thì cũng đã xong rồi. Từ bảo mấy thanh niên cùng anh cùng lấy cái này phủ vào đã xử rồi. Bạt này. Đấy bạt phủ luôn này. Đây. Đấy bạt này thì thoải mái rồi, kéo đi ra bên kia luôn, 10 mét nào. Đấy. Một tí nữa thì còn dư ra thì mình cắt để làm cái chỗ để mình ngủ luôn. Mình che luôn. Đấy. Xong rồi mang gạch ném ở gì đâu nhá. Không, cái này một tí mình cắt ra mà. Cắt để làm cái liều mà. Cắt mà. Cái dao đâu rồi Sử nhỉ? Sử ơi, dao đâu rồi? Đấy, hôm nay thì tối hôm nay thì chắc là mấy anh em chỉ có làm tạm để tránh cho nó xương nó xuống thôi cô bác. Chắc là tối nay mấy anh em sẽ làm và nghỉ lại ở chỗ bên kia. Rồi thì nếu mà ngày mai còn vật liệu mà còn chưa xi măng này còn chưa chuyển hết đấy cô bác, thì cháu Đức sẽ làm một cái lán nhỏ trên này này. Rồi thì mua thêm tấm ván để kê không ạ, để ba anh em trong vật liệu ở đây luôn. Cắt ở đây luôn, đây. Đây luôn. Từ từ, nó che hết sắp chưa? À đây, cắt này đi. Cái đấy. Rồi. Kéo đi. Hả? Rồi. Sắt này không có vấn đề gì đâu. Mang gạch ném hết lên trên này đi Sử ơi. Sợ đêm ấy. Đấy. Hay em ơi. Hay còn là bây giờ thì gửi tiền mấy thanh niên đấy cùng vác hộ đây cô bác. Không biết là túi ở đâu rồi. Đấy bây giờ thì cháu Lực cũng đã che hết xi rồi các bác. Và ở vườn phần dưới đất thì cháu Lực cũng đã dùng hai cái thanh thanh che để cháu Lực kê lên cho nó cao rồi. Thì sẽ không có sợ bị mà nó bị dính nước các bác này. Vật liệu thì ngày mai sẽ đi vào và tiến hành chở luôn các bác. Chứ để tránh trường hợp mà lâu ngày thì nó sẽ bị ẩm ướt này. Thế còn đấy, bây giờ thì anh em mình phân công nhau đi ăn cơm ấy nhá. Đấy, Sử thì em đi về nhà ăn cơm trước nhá. Đấy rồi thì anh với lại Hiệu, với lại anh Hiệu thì bọn anh sẽ ở đây trông cho nhá. Đến một tí nữa thì lúc mà em đi ăn cơm về rồi thì em sẽ lại ở đây để trông. Và anh với anh Hiệu thì sẽ về nhà để anh nấu cơm nhá. Đấy, cháu Lực cũng ở xá rồi cô bác, cho nên là cái quãng thời gian mà cháu Lực di chuyển thì cũng không có phải là nhiều nữa.
Đấy, để một tí nữa thì tối nay chắc là có khi là anh em mình ở đây nhá. Nhá. Vâng. Tối nay chắc là có khi anh em mình ở đây anh xem ở chỗ này xem mà cái hiên của nó thì có ra xa không. Đấy, chứ bây giờ mà mình không trong vật liệu thì đến đêm thì sợ là mất đấy nhá. Vâng. Đấy, một cái sắt như này thì cũng không phải là rẻ tiền đâu. Đấy, có khi thì đây, cái mái hiên này rất là dài rồi. Đấy, có khi thì ba anh em sẽ căng ở đây và ngủ tại đây luôn này các bác này. Đấy. Đấy, bây giờ thì sẽ phân công nhau đi ăn cơm đã. Lấy bạt quay quanh cho đỡ lạnh. Đúng rồi, tí anh em mình lấy bạt quanh đây thôi nhá. Anh em mình lấy bạt quanh ra bên kia ra để cho nó đêm về đỡ lạnh. Ba anh em mình ôm nhau đi ngủ thì đêm thì chắc là cũng đỡ lạnh hơn một chút rồi. Đấy, còn bây giờ thì xử và đi ăn cơm nhá. Thế bây giờ thì chào các ông, có bài không đi ăn cơm đi. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Hồi đi rửa chân rửa tay nhá. À, đinh thì cầm đi luôn. Đấy, đinh này thì mình cầm đi luôn. Đấy rồi, đi ăn cơm xong là về đây nhá. Đấy, bây giờ xử thì bây giờ đang đi ăn cơm rồi có bác. Đấy, bây giờ thì hiện tại là 8 giờ rồi có bác. À, hiện tại là 8 giờ, cháu Lực với lại bạn Hiệu thì cũng chưa có ăn cơm. Vừa rồi thì cháu Lực cũng có bảo em xử rồi, bảo em ấy chạy đi xuống dưới để mua cho cháu Lực bánh mì với lại nước luôn, với lại lấy thêm chăn để tối nay mấy anh em sẽ ngủ đây luôn cô bác. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ lấy bạt này đi để quay cái xung quanh để chỗ mấy anh em cùng ngủ. Đây, ở đây nếu mà không có dùng bạt để che cô bác này, vừa mới một tí thôi sương nó xuống rồi cô bác này. Đấy, còn ở đây thì cháu Lực cũng đã che bạt lên xi này rất là cẩn thận cô bác. Còn gạch thì cháu Lực sẽ không có che cô bác này, hôm nay đổ xuống thì không có hỏng viên nào đâu cô bác nhé. Này, rất là chắc chắn rồi cô bác này. Đi làm thiết đầu công với cô bác nhưng mà nó không có vấn đề gì cả, không hỏng hóc gì gạch là nhiều. Em xử thì vừa đi mua bánh mì với lại lấy thêm chăn màn thì chắc là cũng lên đến đây rồi cô bác này. Đấy, đây. Đói quá rồi. Ôi, hôm nay có cả Vân ra à? Lấy chăn đấy ra để kia đi. Rồi anh em mình ngồi ăn một tí. Anh em mình lấy chăn đi giải trước đi xong ngồi ăn tí đó. Cái này thì hình như là người ta khóa cửa hay sao rồi. Không, mấy anh em phải ngủ kia, vừa khóa cửa rồi. Này thì trưởng thôn cầm chìa khóa là ai cầm chìa khóa? Cô giáo à? Ồ, thế thì để một tí thôi, cháu Lực sẽ điện cho cô giáo và xin phép cho cô giáo là đi vào trong đây ngủ cô bác này. Đấy, để vào trong này đi sửa ơi. Đấy. Quay xung quanh nhá. Nhưng mà cái góc bên này mình đừng quay góc bên này thôi. Anh em mình chỉ quay chắn góc bên này thôi. Còn ở phía bên này thì tí anh em mình nhìn ra kia. Đấy. Đây mặt vần ra bên kia. Đấy, vần ra bên kia. Đấy. Đấy, ra nữa đi. Lấy cái hàn cột đi. Đấy, ở đây thì anh sẽ buộc luôn ở đây rồi. Kéo hàn cột đi em ơi. Đấy. Ở đây buộc được không? Cái dây co ở đâu rồi? Sửa ơi, em lấy cái cột dây co cho đi. Đây này. Trong cốp xe của Sửa có dây co không? Hả? Trong cốp xe có dây co không? Không ạ. Không à? Đây. Từ từ, buộc xong tí mình cắt. Từ từ nhá. Cho nên bây giờ mình cứ buộc trên á. Rồi thì anh em mình cứ buộc trên á. Có cái gì cắt được không?
xem mà số vần của vần thì có ấy không. Đây, vật đây. Buông đi em. Cái ngày mai là ngày chủ nhật rồi cho nên là tối nay mình không cần thái ra cũng được. Đấy, vần buộc ở đây đi. Đấy, ở đây thì máy anh em chỉ có quay hướng bên này thôi cô bác. Để cho nhìn sang bên kia có hướng nhìn có vật liệu đấy. Tối nay hai người đắp một tấm nhé. Xem hướng nào. Ok rồi. Đấy, nhìn ra góc được góc vật liệu đúng không? Ôi, anh cũng đói quá rồi, bây giờ anh em mình ăn thôi, tìm một tí bánh mì đấy nhỉ? Máy quay rồi. Sáng không? Anh em mình ăn bánh mì đấy nhỉ? Anh hơi đói này. Bánh mì đi, xong rồi uống nước đi. Ăn này. Đây, hầu đi. Ủa, hơi đói rồi đấy, hôm nay ấy. Ngủ đây đi có sợ không? Hai thanh niên có sợ không? Không. Ở trên này thật sự ra mà rất là lạnh như cô bác ở trên này á. Nhưng mà Vân không mặc áo khoác rồi em. Hay tối nay cùng anh với Sử ngủ đây đi nhỉ. Sử thì cũng có một người bạn mà rất là thân thiết luôn cô bác. Đây là em Vân cô bác này. Người em Vân thì gia đình thì cũng không có khá giả bao nhiêu cô bác. Gia đình cũng có rất là đông anh em. Có bao nhiêu anh em nhỉ Vân nhỉ? 11 đúng không? Có 11 anh em của bác. Chỉ là đủ ăn không nhà em ấy? Nhà em 1 năm đủ, 1 năm không đủ. Có 5 đủ, có 5 không đủ à? Thế là nó cũng do tùy theo cái lượng thóc của mình rồi đúng không? Thành ra là như thế là như em mà làm anh là em phải đi làm thuê để lấy tiền cho bố mẹ để mua gạo đúng không? Đây mình ăn bánh mì xong mà nhấm với lại nước thôi. Cái này lạnh rồi nhỉ? Anh thấy lạnh rồi. Đấy, rất là may là cũng ở gần điểm trường nên ra là mình không phải làm mái che nữa. Mình chỉ làm cái mái che từ hướng bên này thôi. Còn là cái hướng bên này thì một tí anh em mình thiết kế sâu cũng được. Đấy. Còn cái hướng bên này thì anh em mình tuyệt đối là mình không thể ngăn được rồi. Vâng. Đấy, mình cũng để chừa ra khoảng một cái khoảng để anh em mình mà nhìn nữa, sợ là anh em mình cứ đề phòng trước. Ăn uống xong thì anh em mình có trò gì chơi tí thì anh em mình đi ngủ anh nhỉ. Anh em đêm nữa ngủ là có cái bóng đèn gì chéo chói là dậy ngay nhá. Gọi nhau dậy nhá. Hay còn xin giới thiệu với cô bác một chút. Đây là bạn Hiệu mà trong thời gian tới thì sẽ cùng cháu được đồng hành trên cái chặng đường mà làm công việc thiện nguyện với cô bác. Hôm đó thì cháu được cũng giới thiệu bạn Hiệu lên trên kênh rồi. Chắc là một số cô bác thì cũng có biết biết bạn Hiệu rồi. Trước kia thì mấy anh em cũng có làm chung với nhau. Phải nói là anh em bị ở được một nửa năm ấy nhỉ, Hiệu nhỉ? Được đấy. Được một nửa năm ấy cho nên là tính nết của nhau thì anh em cũng đều hiểu cả rồi cô bác. Bây giờ chỉ có chung cái mục đích là đi giúp đỡ được những cái hoàn cảnh còn khó khăn ở trên vùng cao này cô bác. Nhà cháu được với bạn Hiệu thì cũng không phải là gia đình khá giả gì cô bác, chỉ là đủ ăn thôi cô bác ạ. Nhưng mà phải nói thật sự ra là cháu được bước vào cái nghề này thì mỗi lần cháu được quay video lên thì cô bác anh chị có theo dõi được những phim mà cháu Lực đăng tải lên ấy. Thì đấy cũng là một cái phần gọi là giúp cho cháu Lực với lại bạn Hiệu có thêm cái kinh phí
để đổ xăng, làm tiền ăn này, tiền trang trải mọi thứ luôn cô bác. Và cháu Lực cũng có mở thêm một cái gian hàng thuyền nghiệm nhỏ nhỏ của cháu Lực ấy cô bác, thì cháu Lực cũng đã giới thiệu lên trên kênh rồi. Thì rất là mong quý ông bà có chú anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng nhỏ nhỏ của cháu Lực. Ở đây thì sẽ có gồm có một đông của em Quân này và một đông của em Sử này, và cháu Lực đi thu mua được của bà con nữa cô bác. Cũng rất là mong quý ông bà có chú anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng thuyền nguyện của cháu Lực cô bác. Gian hàng của cháu Lực sẽ gồm có mật ong khoái này, mật ong rừng này và mật ong bạc hà. Và kèm theo đó thì còn có hạt dổi này, mắc khén này, chè san tuyết này. Còn cô bác nào muốn quan tâm tới những cái mặt hàng này thì có thể điện thoại qua cháu Lực qua cái số điện thoại 0377001355 và cái số điện thoại 0397067255. Thì cả hai số đấy đều cháu Lực đều dùng cả cô bác. Ở đây thì nếu mà cô bác ủng hộ thì anh em lại có thêm cái kinh phí để mà làm chi phí đổ xăng đi lại. Hơi lạnh một tí thôi nhỉ. Ôi, ăn đi nhá. Trừ này ăn được mấy bát cơm ấy. Hả? Ăn được bao nhiêu bát cơm ấy? 3 bát. Hả? 3 bát. 3 bát à? Đến no chưa? Vâng. Hơi bánh mì ấy. Vân. No rồi. Ăn đi. Anh cũng vừa ăn một cái no rồi. Một cái, một lon nước, một cái gói đậu phộng này nữa. Khá là lạnh đấy nhỉ? Anh này sinh năm bao nhiêu anh nhỉ? Này á? Sinh năm 2000. 2000? Bằng tuổi. Bằng tuổi anh. Này đậu phộng này, anh thấy đậu phộng này ăn ngon mà. Nhưng mà ăn đi. Hay ở đây là anh em mình tuyệt đối là không thách thức nhau để ăn uống nhá. Đấy, thách thức nhau ăn uống, ví dụ như mình ăn quá no ấy, sau này mà cái bữa hôm nay mình ăn no, cái dạ dày mình nó dán đi một chút, ngày mai mình ăn ít đi thì mình lại không có đủ no. Cứ lên trên này còn không có sóng luôn các bác này. Mạng e luôn á. Ra bên kia thì có nhỉ? Vâng. Ra góc bên cây bên kia. Ăn uống xong anh em mình đi tuần tra một chút. Anh em mình tuần tra này anh bảo nhá. Anh em mình tắt điện. Anh em mình đứng ở đấy khoảng tầm độ 30 phút. Xong là có cái bóng đèn nào mà nó soi lên hướng của mình không? Đấy, nếu mà soi, nó mà người ta bật bóng đèn soi lên hướng của mình cứ đứng ở đấy. Xem mà đến lúc mà người ta lên người ta làm cái gì. Trời khá là lạnh nhỉ. Nhưng bây giờ thì trời cũng khá là lạnh của bác. Anh em mình sắp đi ra bên kia xem một chút thì rồi anh em sẽ đi về ngủ. Bây giờ thì cũng khá là muộn rồi các bác này. 23:33 rồi các bác. Vừa rồi thì mấy anh em có ngủ được một giấc rồi các bác ạ. Nhưng mà vẫn không thấy cái chuyện gì nó xảy ra cả. Ôi chỗ này bị sao đấy? Hả? Chỗ này đấy. Sắt rồi nhỉ, không có đây gì. Đấy bây giờ anh em mình tắt điện một chút nhá. Anh em mình lên trên góc này ngồi một chút. Anh em mình ngồi đây một chút đi. Đấy bây giờ thì anh em mình tắt điện ngồi như này một lúc nhá. Anh em mình bây giờ 23:34 rồi. Thì anh em mình sẽ ở lại ngồi đến 12 giờ. Anh em mình sẽ đi về ngủ nhá. Đấy, trong một lúc mà một tí nữa anh em mình đi về ngủ ấy thì thấy cái bóng đèn nào mà mờ mờ đấy thì là gọi nhau dậy nhá. Ra kia nằm đi, thấy có cái gì thì anh em mình lại sang đây. Hiện tại vừa rồi thì
cháu Lực với các em là ở đây được hơn hơn 40 phút đồng hồ cô bác, gần 1 tiếng thì vẫn không phải có cái gì xảy ra cả cô bác hôm nay ấy. Thì chắc là bây giờ mấy anh em cũng sẽ đi về và nằm ngủ thôi cô bác này. Hiện tại là 00 giờ 16 phút rồi, cho nên là mấy anh em sẽ đi về ngủ thôi. Đấy, gạch thì hôm nay đổ xuống nên không có việc gì xử nhờ. Đấy, gạch này thì cháu được chọn gạch rất là chắc chắn luôn cho các em cô bác, thì không có chuyện gì xảy ra cả. Đấy, cắt bên này thì là cắt xay. Đấy, cắt bên kia thì mình sẽ để trộn là mình đổ móng. Hay vừa rồi thì nãy thì cháu Lực cũng đã điện cho anh, điện cho cô giáo rồi. Cô giáo thì bảo là cứ đi vào trong này đi cô bác. Thì ngày mai thì cháu Lực sẽ mượn chìa khóa của cô giáo vào, đi vào cho nó lịch sự của cô bác. Nhưng mà bây giờ thì mấy anh em có thể là hơi bất lịch sự một chút là trèo cổng với cô bác. Thì cháu Lực cũng đã xin ý kiến rồi. Đấy, rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực về cái khoản này cô bác nhá. Nhưng thế này à? Đấy, còn như hôm nay là mấy anh em ngủ sẽ hơi lạnh một chút cô bác. Vừa rồi thì cháu Lực cũng có mang được là 3 cái chăn thôi, một cái chiếu với lại 3 cái chăn thôi. Đấy, bây giờ là ăn đêm nhá. Ăn đêm xong là đi ngủ nữa nhá. Đấy, ăn đêm ở đây thì chỉ có ăn bánh với nhau cả thôi cô bác ạ. Hay, Hiệu ngồi ở đây, ăn đêm xong đi ngủ thôi. Nhưng khá là lạnh nhá, càng đêm về càng lạnh nhá. Đấy, bây giờ thì đêm với cô bác có sương mù rất là nhiều rồi cô bác này. Bây giờ thì 00 giờ là 18 phút rồi. Vườn này lắm. Bình thường ở nhà trên đây ngủ chưa? Bình thường ở nhà trên đây ngủ chưa? Bình thường là giờ này ở nhà ngủ lâu ấy nhở? Lâu ấy. Ăn để chống đói một chút. Đây. Ôi Vân đi, cắt tóc gì đây? Cắt tóc hết điện à? Hết điện, đang cắt thì hết điện. Đang cắt thì hết điện. Bây giờ đúng cho Lực mới để ý được cô bác này. Đang cắt thì hết điện thôi à? Ừ. Thế mai cầm tăng đơn cắt cho nhá. Đấy, có cả cắt. Đấy, đây. Anh em mình ăn. Sờ chưa? Phở. Thái nước thì thôi, anh không uống nữa, đêm buồn vệ sinh nhá. Để kia để gọn nó nhá. Nhiều gọn à, mai đốt. Cái còn nước này thì hồi anh không có tí đêm á, buồn vệ sinh á. Tí mà đêm ai dậy khăn nước ở đây nhá. Nên còn là gọn. Phải là một anh, không được gọi là thằng nhá, làm sao ấy nhá. Từ khi nói bảo là còn một gói thì mấy anh em mình chia nhau mỗi người một con đấy, là thế nhá. Nào đi này, có buồn ngủ đấy, bây giờ chắc là mình cũng đi ngủ rồi. Để ý nhá. Tí có chuyện gì thì gọi nhau dậy nhá, thấy cái đèn pin sáng nào thì gọi dậy luôn đấy. Ôi, nằm dưới rồi. Vẫn nằm ngoài. Nằm ngoài đây đi. Nhá. Hay là chiều nằm ngoài đây. Đây nằm dưới rồi. Ở đây thì trong lớp ấy thì là không có mượn mượn chìa khóa của các cô giáo nữa. Chỉ là mượn ngủ ở trên hành lang bên ngoài thôi. Đấy, còn bây giờ thì chắc là mấy anh em cũng sẽ xin phép đi ngủ thôi cô bác. Bây giờ thì cũng khá là muộn rồi. 00 giờ 21 rồi cô bác.
Đây, và thức phim hôm nay cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Xin chào các bác. Chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Rồi, ngủ thôi nha. Lạnh.